Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngày hôm nay, bản tin chúng tôi có gì? Hãy cùng chú ý theo dõi. Gió của bão Trà My suýt cuốn bay nhân viên khí tượng ở đảo Hải Nam Trung Quốc. Dù bão Trà My, cơn bão số 6 đổ bộ miền Trung nước ta, nhưng khi gần đảo Hải Nam Trung Quốc, cơn bão này vẫn gây gió rất mạnh, đến mức một nhân viên khí tượng ở đây cầm quả bóng bay dự báo thời tiết ra ngoài trời mà suýt bị gió cuốn bay. Video ghi lại hình ảnh này khiến người xem càng hiểu rõ về sự vất vả của các nhà nghiên cứu khí tượng trong điều kiện thời tiết xấu. Trước đó, bão Trà My, cơn bão số 6, sau khi đi trên Biển Đông đã đổ bộ miền Trung nước ta, gây mưa to gió lớn. Cơn bão Trà My vào Biển Đông là gần như chỉ đi về hướng Tây và phía miền Trung nước ta chứ không vòng vèo. Tuy nhiên, khi nó đi ngang gần đảo Hải Nam Trung Quốc vào cuối tuần vừa rồi thì vẫn gây ảnh hưởng. Theo Trang Sai, tàu thuyền ở tỉnh Hải Nam đã phải về cảng. Dịch vụ đường sắt cao tốc và tàu điện ở Hải Khẩu, Hải Nam Trung Quốc cũng phải tạm dừng. Gió do bão Trà My ở trên đảo Hải Nam cũng rất mạnh, đến mức một nhân viên khí tượng ở đây khi cầm quả bóng bay dự báo thời tiết ra ngoài trời đã suýt bị gió cuốn bay cả bóng lẫn người. Bóng bay dự báo thời tiết, còn được gọi là bóng thám không, thường được bơm loại khí nhẹ hơn không khí để có thể bay lên cao. Rồi một số dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió được đính vào bóng để thu thập dữ liệu. Trong video, có thể thấy nhân viên khí tượng ở đảo Hải Nam khi cầm bóng thám không ra ngoài trời đã không thể đứng vững trong gió mạnh do ảnh hưởng của bão Trà My, lảo đảo suýt bị gió cuốn ngã. Video này mới được đăng đã được xem hàng chục ngàn lượt. Nhiều người nói các nhà khí tượng thật vất vả khi thời tiết xấu. Tại nước ta, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến sáng nay, ngày 28 tháng 10, cơn bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam, Đà Nẵng. Cùng ngày tại Philippines, cơ quan chức năng Philippines ban bố cảnh báo mới trước nguy cơ bão Kumray đổ bộ. Vài ngày sau khi bão Trà My quét qua nước này, khiến 100 người thiệt mạng và trở thành cơn bão nghiêm trọng nhất trong năm nay. Nhà chức trách ban hành cảnh báo mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm 5 cấp độ tại vùng ven biển phía đông bắc nước này. Trong một thông báo, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và khí quyển Philippines dự báo, cơn bão nhiệt đới Kumray sẽ gây mưa to và gió lớn ở khu vực đất liền và gây biển động ngoài khơi bờ biển phía đông. Đến ngày 28 tháng 10, bão sẽ tăng cường độ và di chuyển gần các đảo nhỏ của Philippines ở khu vực phía bắc ngày 29 tháng 10. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc rạng sáng ngày 1 tháng 11 tới. Trong khi đó, gần 1 triệu người vẫn chưa thể về nhà do mất nhà ở hoặc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau khi bão Trà My, tên địa phương là Christine, còn Việt Nam gọi là bão số 6, đổ bộ ngày 22 tháng 10. Đây là một trong những cơn bão cướp đi sinh mạng của nhiều người nhất tại quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Theo thống kê mới nhất của Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines, bão Trà My đã khiến ít nhất 116 người thiệt mạng, trong khi 39 người mất tích. Bão Kumray, cơn bão được dự báo thành siêu bão, đang diễn biến khó lường, chuyển hướng đột ngột và đã dự kiến được địa điểm bão đổ bộ. Tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAKASA, lúc 5 giờ sáng ngày 28 tháng 10 cho biết, bão Kumray, cơn bão mới nhất gần Biển Đông, vẫn duy trì cường độ nhưng giảm tốc độ di chuyển trên biển Philippines. Tâm bão Kumray, tên địa phương là Leong, đang cách Trung Luzon, Philippines khoảng 840 km/h về phía đông. Cơn bão mới nhất nối ngay sau bão Trà My, bão số 6 ở Biển Đông, đang di chuyển về phía tây với tốc độ 10 km/h, với sức gió duy trì tối đa 85 km/h ở gần tâm bão và gió giật lên tới 105 km/h. Theo dự báo bão mới nhất của PAKASA, bão Kumray sẽ di chuyển về hướng tây trong 12 giờ tiếp theo trước khi chuyển hướng sang tây tây bắc vào sáng sớm ngày 29 tháng 10. Với các diễn biến di chuyển hiện tại trong đường đi của bão Kumray, các nhà dự báo của PAKASA không loại trừ khả năng đường đi của cơn bão mới nhất gần Philippines sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây. Sau đó, bão Kumray có thể chuyển hướng tây bắc từ ngày 30 đến 31 tháng 10. Dự báo bão Kumray đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc sáng sớm ngày 1 tháng 11 trước khi chuyển hướng bắc đông bắc đi vào bờ biển Hoa Đông. Mô hình dự báo bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cũng nhận định cơn bão mới nhất sau bão Trà My cũng sẽ đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc ngày 1 tháng 11. Theo dự báo đường đi do PAKASA công bố,
Bão Conray có khả năng quét qua gần khu vực Batanes của Philippines trong ngày 30 hoặc 31 tháng 10. Bão Conray dự kiến mạnh dần lên trong 24 giờ tới và có thể đạt cấp độ bão nhiệt đới dữ dội trong chiều nay, ngày 28 tháng 10. Bão Conray cũng có khả năng tăng cấp chóng vánh, tức tăng cường độ ít nhất 30 hải lý, khoảng 56 km/h trong khoảng thời gian 24 giờ. Trước đó, bão Conray đi vào khu vực dự báo của Philippines PA lúc 19:30 ngày 26 tháng 10. Trong bản tin lúc 16 giờ chiều ngày 27 tháng 10 của Pagasa, bão Conray cách trung tâm Luzon 1.000 km về phía đông, có sức gió duy trì mạnh nhất 75 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 90 km/h khi di chuyển về phía tây với tốc độ 20 km/h. Thời điểm đó, bão Conray được dự báo đổ bộ vào phía tây nam quần đảo Ryukyu, Nhật Bản. Dự báo bão mới nhất về bão Conray của Trung tâm Cảnh báo Liên hợp JTWC của Hải quân Mỹ lưu ý, cơn bão gần Philippines có thể đạt cường độ tối đa trong ngày 31 tháng 10 ở cường độ bão cấp 3 trên thang đo Saffir-Simpson với sức gió duy trì lên tới 205 km/h và gió giật khoảng 240 km/h. Dự báo, cũng trong ngày 31 tháng 10, bão Conray chuyển hướng về phía Bắc, hướng tới Đài Loan, Trung Quốc, sau đó vòng lại về phía Đông. Việc bão Conray đổi hướng có thể do một áp cao cận nhiệt đới đang phát triển và một rãnh tầng điện ly đang tiến về phía Đông Nam Trung Quốc. Theo các chuyên gia về bão, việc Conray đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc ở cường độ bão cấp 3 là rất hiếm. Theo dữ liệu, kể từ năm 1945, chỉ có 3 cơn bão đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc với tư cách là cơn bão cấp 3 trong tháng 10 là bão Nokten năm 2004, Long Quang năm 2005 và Crossa năm 2007. Tin báo mới nhất của Tân Hoa Xã cho hay, để ứng phó với bão Conray đang hướng về Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến ở miền đông nước này đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 với bão Conray. Bão Conray được Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo sẽ mạnh lên thành bão mạnh hoặc siêu bão. Thông tin mới về đợt mưa rất lớn ở miền Trung. Vào 4 giờ sáng nay, trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, sóng lớn và mưa dông trên biển tiếp theo. Do ảnh hưởng của bão Trà My, ngày và đêm ngày 27 tháng 10, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ ngày 28 tháng 10 phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm. Dự báo từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ ở khu vực này gây ngập úng. Ngày và đêm 30 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua nên nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tại các tỉnh miền Bắc hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Trong một diễn biến khác, dự báo bão Conray tăng cấp chóng mặt có thể thành siêu bão. Tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa công bố lúc 11 giờ ngày 27 tháng 10 cho hay, bão Conray, tên địa phương là Leon, đang tiếp tục di chuyển về phía tây trên biển Philippines. Tâm bão Conray đang cách trung tâm Luzon, Philippines, 1.075 km về phía đông. Cơn bão mới nhất hình thành gần biển Đông, nối đuôi bão Trà My, đang di chuyển với tốc độ 30 km/h, với sức gió duy trì mạnh nhất là 65 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 80 km/h. Các nhà dự báo bão của Pagasa nhận định bão Conray sẽ di chuyển về phía tây trong ngày hôm nay, 27 tháng 10, trước khi chuyển Tây Bắc từ ngày 28-29 tháng 10 và sau đó chuyển hướng Tây Tây Bắc ngày 30 và 31 tháng 10. Theo dự báo đường đi,
bão Kongray vẫn cách xa đất liền Philippines và có thể áp sát và đổ bộ vào khu vực phía tây nam quần đảo Ryukyu, Nhật Bản. Tuy nhiên, Pagasa cảnh báo, cơn bão mới nhất ngay sau bão Chami cũng có thể dịch chuyển xa hơn nữa về phía tây, đặc biệt là trong ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11. Dự báo, bão Kongray mạnh dần trong 24 giờ tới, đạt cấp bão nhiệt đới nghiêm trọng vào ngày 28 tháng 10 và cấp bão cuồng phong vào ngày 29 tháng 10. Các nhà dự báo bão của Pagasa lưu ý, bão Kongray có thể tăng cấp chóng vánh, Rapid Intensification. Thuật ngữ Rapid Intensification được dùng khi sức gió duy trì tối đa của một cơn bão tăng ít nhất 30 hải lý, khoảng 56 km/h trong khoảng thời gian 24 giờ. We'll be right back.